Chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quay thử xổ số Đài miền Trung thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021. Xổ số miền Trung hôm nay có hai đài Đắk Lắk và đài Quảng Nam. Kết quả quay thử xổ số miền Trung giải 8, đài Đắk Lắk 20, đài Quảng Nam 26, giải 7, đài Đắk Lắk 636, đài Quảng Nam 053. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn.